Nếu làm cô chết thì đừng gọi cho anh luôn nha. Chạy theo ba đi cô. Nói đừng anh là đừng chặt ra. Ủa sao trước giờ không thấy ba mày đâu hết ơn? Ba tao á. Mày làm cú chơi lớn cho người ta trầm trồ đi. Thấy con gãy lưng rồi. Tiền đâu mà đi đăng bột chắc phải tốn 5 triệu rồi. Sơn ơi. Con chào ba. Ý lộn, con chào chú ba. Anh con cháu mà anh không biết luôn á. Ông này là ba của con hả? Ba cái con khỉ. Có khi chắc. Nhìn cứ như hai cha con ha. Con cũng thấy vậy luôn á. Đâu mà giống hai cha con đâu. Con bé này nó xinh gấp tỷ lần bác ấy. Để mai mốt á, con mang con muôn cho mấy bà coi nha. Nó khôn lắm á. Cái thứ đàn ông đó là sẽ sống không có đức. Để con ra nó không có cái lỗ. Sống con á, mình sợ quá. Không sao đâu, bà thấy mấy chú chửi nhau vậy thôi. Chứ nhìn khô à. Quỷ, mày đứng lại, tao làm thịt ba bây giờ. Mày đập chết bà ấy. Có nên gọi người công an không con? Bà đọc đi. Thì em muốn em trả tiền cho bà. Cứu đi ơi, cứu đi ơi. Tôi rút được có 30 triệu à. Im lặng rồi xin lỗi rồi trả đồ cho người ta đi. Còn cô lấy. Mới mày lớn túi người ta hả? Tôi chỉ làm cái bóp cho cô thôi mà cô có làm gì sai đâu. Tôi muốn hỏi là má con cô chơi đủ chưa? Má con cô làm ơn gỡ khỏi nhà tôi đi. Tại sao bà nói vui con nhớ về lắm. Ba mày giận mày vài bữa là cũng hết à. Không phải là bà của con nghe chưa? Bà đi ra đây! Cho em mà! Tôi chưa bao giờ đau đến như vậy. Con xin lỗi, nó không phải con tôi. Nhỏ này thấy vậy với khổ. Từ nhỏ đã không biết mặt ba nó. Nhưng mà em biết không, giọng thứ mà chơi xong bỏ y khuôn mặt cái trang cha nó. Một rồi nè. Hên là này giống chú đó. Chứ cha nó đâu có. Hên là con giống chú đó nghe.